đang sale cuối tháng này, từ 25 đến 27, 3 ngày 25 26 về, anh em chưa biết mua gì, mình sẽ gợi ý một món đồ. Hôm nay mình mua kèm để ship rẻ thôi, cái bút thử điện. Tiện hơn những cái bút thử điện thông thường là có màn hình, cả xem được thêm thông số vôn nữa. 3 ngày sale cuối tháng, 25 26 27 tháng 12. Đây là cái máy làm sạch. Trước thì mình có review cái máy làm sạch rồi, nhưng mà đó là loại rẻ, không ngon bằng loại này. Đắt tiền hơn này. Đấy, anh em nhìn cái máy đã thấy hầm hố luôn. Đây, làm sạch đồng hồ, vòng tay, kính mắt các thứ này. Cả làm sạch mạch điện luôn ạ, vãi trời. Pháp sư Trung Hoa. Loại này 220V nhá. Ra, sách hướng dẫn sử dụng. Đấy, cái loại mình review thì nó nhỏ gọn hơn, nhưng mà nó dùng pin. Cái này nó dùng điện. Cái nắp này, kim loại. Ồ, này mình hơi chê này, hơi bị sắt. Vẫn dán siêu luôn. Cái nắp này còn có tác dụng soi gương. Cái này không cẩn thận là đứt tay đấy. Khu vực làm sạch đồ trang sức của các chị em. Anh em thực ra mình cận này, nên cũng thể vệ sinh kính cận như này. Nhìn có vẻ sạch không? Và cái kính này đựng thoải mái luôn. Mấy món đồ luôn. Phía trước cái màn hình, Daddy, đèn LED, 30W, 50W. Và nút nguồn DA968. Xung quanh là cái này là nhựa nhá, kiểu giả vân đá anh ấy. Đá thì đắt tiền rồi, 1, 2, 3, 4 này. Mạch điện này, trang sức đấy, đồng hồ các thứ như đã liệt kê. Ở đây thì trong này là cái inox không? Điện 220. Trong là những cái mạch tản nhiệt với cả cái đế cao su cắm điện như đèn như này nhá. Nhiều quá không anh em. Bật tử này 30W. Tiếp là phút. Thì khuyến cáo là không bật quá 30 phút anh em ạ. Làm nóng nhá, làm nóng nước thì 60 này. Đấy đúng rồi, 60 phút, 50W này. Đây 50W này. Cho mấy cái vòng này, mấy cái nhẫn vàng này. Thử xem có bẩn không nhá. Cho thêm cái kính này vào. Kính này, sơ qua thì những cái góc này có vẻ là sạch. Nhìn qua cái nước, anh em thấy này, những cái bụi này, những cái sợi tóc này, nó cũng ra nhá. Những cái bụi li ti nhỏ, trên cam thì hơi khó nhìn. Không biết mua gì sale cuối tháng, đây một sản phẩm cực kỳ hữu ích để vệ sinh sạch sẽ luôn. Woo! Nước còn hơi ấm ấm nữa anh em ạ, nó sẽ tạo nhiệt độ, cảm giác sạch sẽ luôn này. Sạch chưa? Rồi, anh em biết mua chỗ nào rồi đó. Sale cuối tháng trong 3 ngày, quá ngon.